Chồng trẻ xuống bếp chuẩn bị tiệc kỷ niệm một năm ngày cưới cho Hương gạo nếp gạo tẻ. Sau lần thứ hai lập gia đình, Lê Phương đang trải qua quãng thời gian viên mãn khi lấy được người chồng trẻ tận tâm yêu thương cô hết mực. Đầu tháng 8 2017, Lê Phương và ông xã kém 7 tuổi Lê Trung Kiên đã về chung một nhà sau một thời gian dài tìm hiểu gắn bó và nhận được nhiều lời chúc phúc từ phía người hâm mộ. Kể từ đó đến nay, mỗi ngày Lê Phương vẫn đều đặn đăng ảnh ngọt ngào của hai vợ chồng trên trang cá nhân. Cô liên tục bày tỏ niềm hạnh phúc khi lấy được người chồng tâm lý tận tụy và luôn yêu thương, chăm sóc mình hết mực đối với cả vợ và cậu con riêng Cà Pháo. Mới đây trên trang cá nhân, Lê Phương khiến mọi người vô cùng ghen tị khi khoe hình ảnh ông xã tự tay vào bếp chuẩn bị buổi tối cho cả gia đình nhân dịp một năm ngày cưới. Hình ảnh ông xã kém tuổi Trung Kiên vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho bà xã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mối quan hệ giữa ông xã kém tuổi và con trai riêng của Lê Phương rất tốt. Trước đây cũng vậy, vào những dịp lễ quan trọng hoặc những ngày trống lịch diễn, gia đình Lê Phương vẫn dành thời gian đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm gia đình. Nói về cuộc sống hiện tại, Lê Phương cho biết đang sống trong những ngày hạnh phúc và viên mãn nhất. Tôi cảm thấy rất may mắn khi gặp được anh Kiên. Dù anh ấy nhỏ tuổi và trẻ hơn, anh Kiên lúc nào cũng mong gia đình luôn hòa thuận, vui vẻ, chứ không muốn gia đình có bất kỳ áp lực nào về tiền bạc hay vật chất. Khi vào bếp, hai vợ chồng sẽ cùng nấu cơm, cùng rửa chén, rồi xếp đồ, giặt đồ, lau nhà. Dù là những việc lặt vặt, nhưng nếu cùng làm với nhau thì vô cùng dễ thương. Em gái công vừa sống ảo lại ham tiền, nhưng nhìn nhan sắc ngoài đời thì hơn hoa hậu phải nể. Trinh Buka, cô em chồng lắm chiêu của Hương gạo nếp gạo tẻ, sở hữu nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người ước ao. Cùng với sức nóng của gạo nếp gạo tẻ, tên tuổi dàn diễn viên trong phim cũng luôn được dư luận quan tâm từ màn ảnh đến đời thật. Dù chỉ là vai phụ, nhưng nhân vật Trinh, cô em chồng lắm chiêu của Hương Lê Phương gây nhiều ấn tượng về ngoại hình và diễn xuất. Vai Trinh của gạo nếp gạo tẻ được giao cho Buka, một nghệ sĩ 9X thể hiện. Trinh là nguyên mẫu của nhân vật được mệnh danh là giặc bên Ngô, không bằng bà cô bên chồng. Cô nàng là cánh tay đắc lực của mẹ chồng Hương trên mọi mặt trận, luôn sẵn sàng xỉa xói và nói xấu chị dâu. Không cần biết việc anh trai đúng hay sai, chỉ cần gia đình có chuyện là Trinh sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô chị dâu tội nghiệp. Không chỉ thường xuyên kiếm cớ vòi tiền, khi làm ăn thất bại cô nàng lại đến cầu cạnh, thậm chí còn kiểm chệ tới nhà Hương ở. Bên cạnh Thôi Đành Hanh, Trinh còn là một cô gái sống ảo chỉ quen ăn sẵn, chân diện để mong câu được trai giàu. Ở những tập đầu tiên, cô nàng từng dở thói giả nai để nhân Tuấn Phạm mũi lòng, hòng cướp anh chàng khỏi Tây Minh Phương Hằng thủ vai. Với lối diễn không đụng hàng, khả năng biến đổi tâm lý nhân vật tốt, Buka nhận được nhiều lời khen khi vào vai Trinh. Buka có tên thật rất đẹp là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Người đẹp sinh năm 1990 ở Đồng Tháp, vốn là tiểu thư lá ngọc cành vàng được cha mẹ cưng chiều hết mực. Thế nhưng sau biến cố gia đình phá sản, cuộc sống của Buka bất ngờ có một ngã rẽ mới. Tuy vậy, mỹ nhân 28 tuổi vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật và đã gặt hái được một số thành công nhất định. Sở hữu gương mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ sáng sân khấu, Buka nhận được nhiều lời mời biểu diễn. Người đẹp sở hữu mặt mộc đáng ngưỡng mộ. Dù trang điểm nhẹ nhàng hay chọn lối họa mặt sắc sảo, nữ diễn viên vẫn cực kỳ thu hút với nhan sắc yêu kiều và ngọt ngào. Hiện nay cô đã tìm thấy một nửa yêu thương và sống hạnh phúc bên đạo diễn Diệp Tiên, con trai nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan. Đàm Vĩnh Hưng và lời thách thức ngông cuồng ở tuổi U50. Không chỉ có những ngông nghênh kiêu hãnh, lời thách thức mà Mr. Đàm gửi tới các ca sĩ trẻ còn mô tả chính xác nhất về con người cũng như tính cách của anh. MV Hello vừa ra mắt của Mr. Đàm đã lập tức gây bão theo đúng phong cách của anh, hoành tráng ồn ào nhiều màu sắc, chất lượng và không bao giờ thiếu những câu chuyện bên lề. Đàm Vĩnh Hưng là vậy, ra sản phẩm theo kiểu đại trà, tung MV trong lặng lẽ chưa bao giờ là lựa chọn của ngôi sao dị nhân này. Hello lần này cũng vậy, đi kèm với những màn xuất hiện choáng ngợp của dàn sao trong và ngoài nước. Kỷ luật về lượng view sau vài ngày còn là tuyên bố không đụng hàng của Mr. Đàm, sẵn sàng chấp các ca sĩ trẻ, người cùng thời và cả những người nổi tiếng trước tôi. Dù đã quá quen với độ ngông của Mr. Đàm, nhưng lời tuyên bố của anh vẫn khiến không ít người giật mình. Có điều xét cho cùng thì trong showbiz, nếu ai có đủ tự tin và đủ khả năng vỗ ngực xưng tên theo kiểu đó, thì Đàm Vĩnh Hưng sẽ là ứng cử viên duy nhất. Những người không thích Mr. Đàm sẽ liên tưởng tới vô số điều xấu xí phía sau tuyên bố ồn ào đó của anh, từ chuyện đố kỵ ganh tị với đồng nghiệp khác, cho tới tính bon chen ngông nghênh hay thậm chí là chiêu trò gây chú ý.
Nhưng nếu nhìn nhận mọi thứ bằng một con mắt thật công bằng, thì có lẽ Đàm Vĩnh Hưng đáng được nể trọng hơn là mỉa mai chê bai. Cứ nhớ rằng, người vừa đưa ra tuyên bố đó là một nghệ sĩ U50 lứa tuổi mà nhiều người đã chuẩn bị từ giả sân khấu trở thành cụ ca sĩ, cụ diễn viên. Nhưng cũng ở độ tuổi đó, Đàm Vĩnh Hưng vẫn miệt mài lao động, miệt mài sáng tạo và không ngại ngừng cạnh tranh với những đồng nghiệp chỉ bằng nửa tuổi mình. Đàm Vĩnh Hưng đáng nhận được sự tôn trọng với tư cách của một người nghệ sĩ. Khái niệm cạnh tranh chưa bao giờ là xấu xí. Nếu như người ta cạnh tranh một cách công bằng và sạch sẽ, showbiz này đã bao giờ tồn tại, thứ khái niệm nhường nhịn hay chưa? Có lẽ là chưa, nhưng để thẳng thắn nói ra mình đang cạnh tranh cùng người khác thì rất hiếm. Ngoài những dị nhân như Mr. Đàm, có mấy ai chịu thừa nhận về điều này, trong khi họ vẫn âm thầm lao vào hết cuộc tranh giành này tới tranh đấu khác. Showbiz không có chỗ nào cho những kẻ không biết chiến đấu và chiến thắng. Chỉ riêng sự thẳng thắn đó của Đàm Vĩnh Hưng cũng đủ để người ta nhìn ngôi sao này bằng một con mắt khác. Ngông cuồng ư, anh ta đủ vốn liếng để làm điều đó. Cạnh tranh ư, anh ta tự tin và thẳng thắn thừa nhận mình đang bước vào cuộc đấu tranh trong nghệ thuật. Và tranh đấu một cách công khai đẹp mắt, không cần che đậy hay giấu giếm sau những ngôn từ hoa mỹ. Anh ta tranh đấu với đồng nghiệp khác bằng khả năng, tâm huyết cũng như sự đầu tư bài bản. Một thứ tranh đấu cực kỳ cần thiết cho showbiz, chứ không phải lèm nhèm kiểu đua nhau chiếc áo chiếc quần. Người ta vẫn hay choàng cái áo hám danh, ganh ghét lên sự tranh đấu của người nghệ sĩ, mà không hề biết rằng những sự đấu tranh không khoan nhượng đó mới mang tới cho nghệ thuật những tầm cao mới. Mr. Đàm có thể đáng yêu hoặc đáng ghét trong mắt nhiều người, nhưng anh ta là một mẫu nghệ sĩ cực kỳ đáng nể. Vì điều gì ư? Vì sự tự tin và khao khát cống hiến chưa bao giờ ngừng nghỉ. Vì cách cạnh tranh mạnh mẽ và thẳng thắn như một chiến binh. Hễ nhìn vào cách Đàm Vĩnh Hưng tự tin thách đấu cùng những nghệ sĩ trẻ, người ta sẽ thấy rất nhiều điều giấu phía sau cái ngông nghênh đặc trưng kia. Chưa bao giờ và chưa khi nào Đàm Vĩnh Hưng đặt mình lên một vị trí cao vời để bàn quan với mọi tranh đấu trong showbiz. Tay nghệ sĩ từng đứng trên đỉnh cao của vinh quang, gần hai thập kỷ đó vẫn lao động tranh đấu mỗi ngày, chứ chưa bao giờ cho phép mình được buông thả hay nghỉ ngơi. Đứng trên góc độ nghệ thuật lẫn góc độ con người, thứ tâm thế đặc biệt đó của Đàm Vĩnh Hưng xứng đáng nhận được sự tôn trọng, thay vì châm biếm hay mỉa mai. Có thể ai đó sẽ không hài lòng khi nghe những tuyên bố ngông nghênh của Mr. Đàm, nhưng nếu nhìn xa hơn và công bằng hơn, họ sẽ thấy điều đó là chính xác. Ít nhất tại thời điểm này, cái bóng của Đàm Vĩnh Hưng vẫn đang bao phủ làng nhạc Việt, và những lời thách thức mà ngôi sao này đưa ra ở chừng mực nào đó sẽ góp phần làm showbiz chuyển động tích cực hơn. Muốn hạ bệ một ông hoàng, người ta sẽ phải chiến đấu và chiến thắng. Ở lãnh địa của nghệ thuật này, những tranh đấu bằng âm nhạc hay giải thưởng hay sự công nhận của khán giả, tất cả chúng ta sẽ làm nên diện mạo mới cho làng giải trí. Chính bởi vì showbiz này vẫn luôn cần có những kẻ thách thức như Mr. Đàm, những kẻ thách thức đủ tự tin, đủ tài năng và đủ ngông nghênh để trở thành mục tiêu vượt qua phần lại của họ. Mới sinh được một tháng, Thúy Diễm đã phải đi làm để kiếm tiền mua bỉm sữa cho con, để ông bà trông cháu. Lương Thế Thành và Thúy Diễm khá lo lắng cho con trai nhỏ hơn một tháng tuổi ở nhà khi cặp đôi sớm quay lại phim trường để làm việc. Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thúy Diễm vừa chia sẻ hình ảnh của mình và ông xã Lương Thế Thành tại nơi làm việc. Đây là dự án đầu tiên mà Thúy Diễm thực hiện sau một thời gian dưỡng thai và chăm sóc con trai đầu lòng. Người đẹp hớm hỉnh tâm sự, ngày đầu tiên mẹ bỉm đi mừng lại cùng ông Tèo Nha. Kiếm tiền mua tả mà nhớ con quá là nhớ. Cả hai vợ chồng đã bắt tay vào công việc trở lại bằng một clip quảng cáo. Thúy Diễm nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ mọi người, bởi lẽ cô đã lấy lại nhan sắc và vóc dáng chỉ sau một tháng sinh con trai. Rất hiếm có người nào có thể giảm cân nhanh chóng đến như vậy. Chia sẻ một cách nhí nhậm của Thúy Diễm về lý do sớm trở lại với công việc là để kiếm tiền mua bỉm sữa cho con, khiến nhiều fan tỏ ra thích thú. Ba mẹ đi làm nên bé Bảo Bảo sẽ gửi cho ông bà nội và bà ngoại chăm sóc. Tuy nhiên cả hai vẫn rất lo lắng vì sợ con trai sẽ quấy khóc ở nhà. Vào khoảng cuối tháng 7 vừa qua, vợ chồng Lương Thế Thành, Thúy Diễm đã cùng lúc thông báo việc mình đón cậu con trai đầu lòng. Đặc biệt nhất, bà xã của nam diễn viên đã hạ sinh bé trai cách đây hơn một tháng. Nhưng đến nay họ mới chia sẻ tin vui này với tất cả khán giả. Con trai cặp đôi là Bảo Bảo, tên thật là Lương Thế Bảo. Cậu bé được sinh ra tại nước ngoài. Khi gần một tháng tuổi, cậu bé mới được bố mẹ đưa về Việt Nam. Thúy Diễm chia sẻ cô hay bị bạn bè trêu là đẻ thuê vì con trai quá giống bố. Lương Thế Thành thích thú khi con trai bắt chước biểu cảm giống hệt mình. Lương Thế Thành, Thúy Diễm từng gây choáng ngợp công chúng với đám cưới ngôn tình vào tháng 4 2016. Hơn 2 năm chung sống, tình yêu của đôi vợ chồng này vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt, cả hai luôn song hành cùng nhau trong những sự kiện và xuất hiện vô cùng tình tứ.
Chồng trẻ xuống bếp chuẩn bị tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới cho Hương gạo nếp gạo tẻ. Sau lần thứ hai lập gia đình, Lê Phương đang trải qua quãng thời gian viên mãn khi lấy được người chồng trẻ tận tâm yêu thương cô hết mực. Đầu tháng 8 2017, Lê Phương và ông xã kém 7 tuổi Lê Trung Kiên đã về chung một nhà sau một thời gian dài tìm hiểu gắn bó và nhận được nhiều lời chúc phúc từ phía người hâm mộ. Kể từ đó đến nay, mỗi ngày Lê Phương vẫn đều đặn đăng ảnh ngọt ngào của hai vợ chồng trên trang cá nhân. Cô liên tục bày tỏ niềm hạnh phúc khi lấy được người chồng tâm lý tận tụy và luôn yêu thương, chăm sóc mình hết mực đối với cả vợ và cậu con riêng Cà Pháo. Mới đây trên trang cá nhân, Lê Phương khiến mọi người vô cùng ghen tị khi khoe hình ảnh ông xã tự tay vào bếp chuẩn bị buổi tối cho cả gia đình nhân dịp một năm ngày cưới. Hình ảnh ông xã kém tuổi Trung Kiên vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho bà xã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mối quan hệ giữa ông xã kém tuổi và con trai riêng của Lê Phương rất tốt. Trước đây cũng vậy, vào những dịp lễ quan trọng hoặc những ngày trống lịch diễn, gia đình Lê Phương vẫn dành thời gian đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm gia đình. Nói về cuộc sống hiện tại, Lê Phương cho biết đang sống trong những ngày hạnh phúc và viên mãn nhất. Tôi cảm thấy rất may mắn khi gặp được anh Kiên. Dù anh ấy nhỏ tuổi và trẻ hơn, anh Kiên lúc nào cũng mong gia đình luôn hòa thuận, vui vẻ, chứ không muốn gia đình có bất kỳ áp lực nào về tiền bạc hay vật chất. Khi vào bếp, hai vợ chồng sẽ cùng nấu cơm, cùng rửa chén, rồi xếp đồ, giặt đồ, lau nhà. Dù là những việc lặt vặt, nhưng nếu cùng làm với nhau thì vô cùng dễ thương.